thế chẻ tre của Tô Lâm bị chặn đứng, lực lượng chống Tô đang lớn dần. Kể từ khi thành công triệt hạ Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai, sau đó là cái chết của Nguyễn Phú Trọng rất đột ngột, thì thế của Tô Lâm thắng như chẻ tre. Lúc đó dường như không có thế lực nào có thể ngăn cản được ông ta. Những tưởng khi lên được Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước, kiêm luôn Bí Thư Quân ủy Trung ương, đồng thời có đàn em nắm giữ Bộ Công an, thì sẽ không còn lực lượng nào có thể chống lại lực lượng Hưng Yên của ông nữa. Tuy nhiên, Hội nghị Trung ương 10 vừa qua cho thấy thế chẻ tre của ông Tô Lâm bắt đầu vấp phải cản lực. Tại Hội nghị Trung ương 10 không có bất kỳ sự cất nhắc nào đối với phe nhóm Hưng Yên. Đáng nói là Đại tướng Phan Văn Giang lại bỏ họp Hội nghị Trung ương cho triệu tập cuộc họp riêng của Bộ Tổng Tham mưu thuộc Bộ Quốc phòng. Còn tướng Hoàn Xuân Chiến, người được xem là thân cận với ông Tô Lâm, cũng không tham dự Hội nghị Trung ương 10 vì đi thăm Bắc Triều Tiên. Bên cạnh đó, phe quân đội sắp chiếm được chức Chủ tịch nước, một chức vụ mà họ tước lấy từ tay Tô Lâm. Đáng chú ý hơn, những đề xuất cải cách mà Tô Lâm đề xướng ở Hội nghị Trung ương 10 đều không được thông qua. Trung ương Đảng vẫn vận hành như cũ. Điều này cho thấy quy tắc luật là tô là luật của ông đã bị cản trở ở Hội nghị Trung ương lần này. Muốn xây dựng sức mạnh vượt trội thì trước hết phải áp được luật chơi của mình lên luật chơi chung, phải sửa được luật theo ý mình. Lúc đó những lợi thế của phe cánh mới được phát huy hết tác dụng. Ở khía cạnh này, ông Tô Lâm đang vấp phải một tảng đá lớn. Hứa hẹn Hội nghị Trung ương lần tới sẽ đánh nhau dữ dội hơn để tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau. Sau chuyến đi Mỹ, ông Tô Lâm sẽ ghé Cuba. Việc này chẳng có lợi ích gì cho quốc gia, bởi Cuba là một quốc gia nghèo đói. Việt Nam nhiều lần tốn gạo cứu đói Cuba, trong khi thành phần cộng sản cầm quyền ở đây thì sống phè phỡn và thao túng quyền lực. Việc ghé Cuba lần này được nhiều chuyên gia đánh giá là ông Tô Lâm muốn làm hài lòng thành phần bảo thủ trong đảng. Thành phần này chẳng bao giờ suy nghĩ cho quyền lợi quốc gia, mà chỉ nghĩ đến thứ tình anh em xã hội chủ nghĩa viễn vông. Một khi Tô Lâm phải vuốt đuôi thành phần bảo thủ trong đảng, thì điều đó có nghĩa là ông vẫn chưa phải lực lượng mạnh vô đối, vẫn phải nhân nhượng với các thành phần khác trong đảng. Ông Tô Lâm lên Tổng Bí Thư không qua quá trình chọn lựa của đảng, mà thực hiện theo cuộc đảo chính mềm. Những kẻ đang ngồi mâm dưới của Tô Lâm sẽ không thể đồng tình với việc mà ông ta đã và đang làm. Nguy hiểm nhất đó là họ có thể liên minh lại để mà chống ông ta, khi đó không biết ông có đủ sức để trừng trị họ nữa hay không. Có vẻ như từ thế tấn công, ông Tô Lâm buộc phải dần chuyển sang thế phòng thủ. Khi thế tấn công bị chặn đứng, nếu ông không có cách để mà đẩy phe Hưng Yên tiến lên, thì về lâu về dài ông lại có thể bị tấn công nhiều hơn nữa. Hiện nay thế tấn công của ông bị chững lại bởi phe chống đang mạnh lên, đang đi những nước cờ lợi hại hơn trước. Ngay sau khi lên Tổng Bí Thư, ông Tô Lâm đã đi Bắc Kinh để mà đảnh lễ. Tuy nhiên có vẻ như Tập Cận Bình vẫn chưa tin ông như tin Nguyễn Phú Trọng. Tiếp theo, chuyến đi Mỹ của ông đã bị Tổng thống Mỹ từ chối tiếp gặp. Ông Tô Lâm đang cố gắng để giữ thăng bằng giữa hai cường quốc, nhưng Mỹ thì lại không hợp tác, Tàu thì lại muốn tung đòn thở, chưa tin. Có thể nói hiện nay, thù trong giặc ngoài đang nổi lên quanh ông Tô Lâm. Chính sách lớn thực hiện không thành công, lực lượng chống đối sẽ có cớ để cấu kết với nhau nhằm quay lại, chống lại ông. Đi lên bằng bạo lực cách mạng, cai trị cũng bằng bạo lực cách mạng với ngay cả các đồng chí của mình, nên Tô Lâm đang gặp phải một cản lực rất lớn do chính ông tạo ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thế chẻ tre của Tô Lâm bị chặn đứng, lực lượng chống Tô Lâm đang lớn mạnh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Đảng già nua, ỉ ạch và tham vọng lớn của ông Tô Lâm. Đảng Cộng sản Việt Nam đã cai trị được 79 năm. Họ là một tập thể theo học thuyết lạc hậu do các Marx và Lenin đặt ra. Đặc biệt, đường lối của Lenin là bạo lực cách mạng, nghĩa là xây dựng nhà nước dựa trên bạo lực.
trong lịch sử phát triển của Đảng với 79 năm cầm quyền là 79 năm đem lại cho dân tộc những vết thương không thể chữa lành. Hàng triệu sinh mạng đã bị Đảng ném vào lò lửa chiến tranh một cách vô nghĩa. Với dân tộc Triều Tiên không có chiến thắng của Cộng sản Bắc Triều Tiên với miền Nam, nên đất nước này còn được một nửa tiến lên xã hội văn minh tiến bộ. Ở Đức, sau khi phe Cộng sản ở Đông Đức sụp đổ và đất nước thống nhất, nước Đức đã trở nên giàu mạnh và văn minh như ngày nay. Như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam chiến thắng vào năm 1975 chính là một sự mất mát lớn của cả dân tộc Việt Nam. Sau năm 1975 là nạn đói và sự mất tự do và do sự hà khắc của Đảng đem lại. Người dân không đủ cơm ăn, không đủ áo mặc. Đời sống của người dân chẳng khác nào ở trong một trại súc vật đúng nghĩa. Ngoài ra, chính sách giáo dục ngu dân trong thời gian dài đã khiến cho dân khí của cả dân tộc bị yếu đi rất nhiều. Cho tới nay, sau 79 năm cầm quyền, Đảng đã cố đổi mới để chạy theo các nền văn minh tiến bộ, nhưng lại không theo kịp. Người Việt Nam vẫn rất khốn khổ, hàng năm có đến hàng trăm ngàn người phải tìm cách rời bỏ đất nước bằng đủ mọi con đường, từ hợp pháp đến bất hợp pháp, để mà tự tạo cuộc sống cho mình. Họ trốn chạy khỏi cái gọi là thiên đường xã hội chủ nghĩa do Đảng tạo ra. Ngay cả con cháu của các quan chức cũng tháo chạy khỏi nền giáo dục tệ hại của Đảng. Văn minh không dành cho Đảng Cộng sản, bởi Đảng này được sinh ra từ học thuyết man dợ nhất của xã hội loài người. Đảng Cộng sản chỉ giỏi bức hại người dân, giỏi đe dọa người dân và giỏi hành dân, giỏi hại dân, chứ không quan tâm đến đời sống cũng như chế độ an sinh xã hội cho nhân dân. Trong khi thế giới văn minh tiến như vũ bão, Đảng thì lại chỉ duy trì xu hướng kìm kẹp dân, khiến đất nước trở nên ỉ ạch và lạc hậu. Ở tuổi 79, Đảng đã quá già nua, không chỉ vì tuổi đời mà còn vì bản chất bạo lực cách mạng như thời Trung Cổ vẫn đang tồn tại trong huyết mạch của Đảng. Từ tư duy lãnh đạo đến các chính sách của nhà nước đều mang tư duy vụ lợi cho Đảng và xem nhẹ đời sống của nhân dân. Đấy là loại tư duy của các nhà nước chiếm hữu nô lệ cách đây hàng ngàn năm hay nhà nước phong kiến cách đây hàng trăm năm. Ông Tô Lâm bước lên ngai vàng của một Đảng già nua lạc hậu về mọi mặt. Đây là cơ hội để ông thực hiện một cải cách thể chế mới, làm trẻ xã hội. Thậm chí nếu thuận tiện, ông có thể dẹp bỏ luôn cái Đảng Cộng sản vừa già cỗi vừa hại dân hại nước này. Nếu làm được như vậy, ông sẽ lưu danh sử sách muôn đời. Nhưng liệu rằng ông Tô Lâm có muốn làm và có làm nổi hay không? Trong phát biểu tại Hội nghị Trung ương lần thứ 10 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, ông Tô Lâm đã nhấn mạnh về cải cách phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng để đưa dân tộc tiến lên. Nếu nhận thức đầy đủ, ông phải hiểu rằng nguyên nhân khiến cho dân tộc này bị mất hết dân khí, quốc gia trở nên tiểu nhược, yếu thế trước ngoại bang chính là do Đảng Cộng sản. Đảng là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, nếu không dẹp bỏ thì dân tộc này không thể nào tiến lên cho được. Phát biểu của Tô Lâm cho thấy rõ ràng ông có tham vọng cải cách dù chỉ mới vừa manh nha. Từ tham vọng biến thành hành động là còn cả một khoảng thời gian và khoảng cách rất lớn, vẫn còn quá sớm để có thể đánh giá và cần phải theo dõi các hành động tiếp theo của ông. Trước mắt, Tô Lâm cần phải dẹp bỏ mọi thế lực khác đang xem nhóm Hưng Yên là kẻ thù. Bài toán này không hề dễ, và liệu Tô Lâm có làm được hay không, chỉ có thời gian mới có thể trả lời. Quý vị và các bạn có theo dõi bản tin Đảng già nua ì ạch và tham vọng lớn của Tô Lâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.